Là hiện nay thì chúng tôi cũng đã xây dựng những cái dự án để xuất khẩu và cái sản lượng nó cũng rất là lớn và rất mong muốn là được liên kết đồng hành cùng với bà con để sau này chúng tôi sẽ là người cung cấp hỗ trợ giống để bà con chăn nuôi và sản lượng đầu ra của bà con sau này chính là những cái sản lượng để chúng tôi thu mua bao tiêu về để chúng tôi xuất khẩu. Và bà con nếu muốn liên kết và chăn nuôi phát triển cùng trang trại thì tôi xin mời bà con là đến trực tiếp trang trại với tôi để tôi sẽ hướng dẫn chia sẻ và đồng hành với bà con. Chào mừng quý bà con và các bạn đã quay trở lại với kênh Làm giàu cùng chuyên gia. Như quý bà con cũng đã biết, Làm giàu cùng chuyên gia là kênh chuyên tìm hiểu, chia sẻ và kết nối bà con đến những mô hình chăn nuôi đạt hiệu quả kinh tế cao trên cả nước. Và trong suốt thời gian qua thì khi mà bà con mình đang yêu thích cũng như là đang quan tâm đến cái mô hình chăn nuôi con kè với mốc hay còn gọi là con chuồn mốc lớn để làm kinh tế thì bà con mình rất là quan tâm đến cái vấn đề là xuất khẩu chuồn mốc. Cái kế hoạch dự án này đang triển khai đến đâu thì hôm nay chúng tôi sẽ kết nối bà con đến chú Toan là người với nhiều năm kinh nghiệm trong chăn nuôi và phát triển những cái dòng vật hoang dã điển hình như con cày vòi móc tại Hà Nội, và chú cũng là người đầu tiên xuất khẩu con cày vòi móc này sang thị trường nước ngoài ạ. Chú Toan ơi, chú có thể giới thiệu đôi chút về bản thân mình cũng như là về cái trang trại của mình để bà con trên cả nước có thể biết cũng như là đến học hỏi chăn nuôi từ chú không ạ? Vâng, xin kính chào tất cả các bà con. Tôi xin giới thiệu với bà con này. Tôi là Toan và tôi cũng là người mà chăn nuôi phát triển con chuồn mốc đến nay là được gần 20 năm. Và khi chúng tôi mới bắt đầu bắt tay vào phát triển thì với con số rất là nhỏ, chỉ có chưa đến 10 cặp chuồn giống. Và sau gần 20 năm thì hiện nay chúng tôi đã xây dựng được một hệ thống trang trại rất là lớn từ ngoài Bắc cho đến vào đến tận trong phía Nam. Và trang trại mà hôm nay chương trình đến tham quan cũng như là để giới thiệu cho bà con được biết, đây là trang trại số 2 của tôi, có địa chỉ ở tại xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Chú ta ơi, khi mà bà con mình là những người mà đam mê và muốn làm kinh tế, chính xác hơn là phải là muốn làm kinh tế, làm giàu từ chăn nuôi những cái con động vật hoang dã điển hình như là con cày vòi mốc đang là một cái con vật nuôi có cái giá trị thuộc vào top đầu làm kinh tế hiện nay, thì bà con mình sẽ biết đến chú Phan đã từng là giảng viên đại học, và khi mà chú rời ghế nhà trường thì chú lại chuyển sang chăn nuôi cái con cày vòi mốc này để làm kinh tế. Bản thân chú thì không không hẳn là người tiên phong đi đầu trong cái ngành chăn nuôi cái con cày vòi mốc này, nhưng mà chú lại có cái tốc độ phát triển mạnh nhất đối với cái con cày vòi mốc, và cái minh chứng cụ thể nhất đó là xuất khẩu thịt con cày vòi mốc ra thị trường nước ngoài. Và chắc chắn là bà con mình đã biết là cái dự án của chú Toan thì đã được triển khai rồi và mình sẽ tiến hành xuất khẩu từ năm 2026 đúng không ạ? Đúng rồi. Thì không biết là bây giờ đã là cuối năm 2024 rồi thì chú còn hơn một năm nữa chuẩn bị, thì không biết là cái dự án của mình đã triển khai được đến đâu rồi? Vâng, cũng xin giới thiệu với bà con, giới thiệu với chương trình là cái dự án xuất khẩu của tôi hiện nay là tôi đang xây dựng nhà máy và đã hoàn thành được 60% công việc. Đấy, và sắp tới này vào tháng 3 năm 2025 là chúng tôi bắt đầu đi vào lắp đặt các thiết bị máy móc để toàn bộ, đây là cái dây chuyền công nghệ để giết mổ cũng như là cái dây chuyền công nghệ để kiểm tra và cấp đông, sau đó mình mới xuất. Và đến tháng 2 năm 2026 là chính thức tôi bắt đầu xuất. Chú ơi, vậy thì đấy là cái vấn đề là mình xây dựng nhà máy thì là nó đã hoàn thành được 60% đúng không ạ? Vậy thì về cái sản lượng cày vòi mốc thì không biết là cho đến thời điểm hiện tại thì cái quy mô phát triển mình mở rộng ra để mình có được cái số lượng đạt đi xuất khẩu cũng như là cái sự liên kết hợp tác của chú với bà con để có cái sản lượng thì nó như thế nào? Về cái sản lượng, đây gọi là cái sản lượng chăn nuôi. Hiện nay thì trang trại của tôi là đang có 4 trang trại chăn nuôi. Thứ nhất là vừa chăn nuôi để sàng lọc tuyển ra thêm những con giống để mình tiếp tục nhân đàn. Cái thứ hai là sàng lọc để mình đưa ra những cái con mà nó không đủ tiêu chuẩn làm giống để mình đưa ra làm hàng thương phẩm. Đấy. Và bên cạnh cái sản lượng mà chúng tôi trực tiếp chăn nuôi ra thì hiện nay chúng tôi cũng đang mở rộng thị trường chăn nuôi, có nghĩa là đang muốn kết hợp để hỗ trợ cho bà con chăn nuôi. Khi bà con chăn nuôi có cái sản lượng đầu ra thì chúng tôi là những người sẽ thu mua bao tiêu ngược lại để phục vụ vào cái dự án xuất khẩu. Bởi vì cái khi chúng tôi xuất khẩu thì cái sản lượng nó rất là lớn, chứ nó không nằm những cái sản lượng ở thị trường Việt Nam. Mặc dù là ở Việt Nam thì hiện nay là chúng tôi cũng chưa đáp ứng đủ cái nhu cầu của thị trường, nhưng chúng tôi đang tính là khi mình làm kinh tế mình phải tính lâu dài, chứ mình không tính 5, 7 năm hay 10 năm. Và chúng tôi đã xây dựng nhà máy này, chúng tôi có thể tính tới vài chục năm, hàng trăm năm. Có nghĩa là khi mình làm là cái thị trường của mình phải bền vững rất rất nhiều năm. Thứ nhất là phục vụ cho chính gia đình, trang trại của mình. Cái thứ hai nữa là để đảm bảo được cái đầu ra cho rất nhiều bà con hiện nay đang đồng hành với trang trại.
Vậy thì khi mà bà con có cái sự đồng hành cùng với trang trại thì mình sẽ có những cái sự ưu tiên như thế nào đối với bà con trong cái dự án xuất khẩu của mình ạ? Đối với cái dự án xuất khẩu chúng tôi thì cái việc chúng tôi rất quan tâm và ưu tiên hàng đầu đó là phải tạo mọi điều kiện để bà con có thể là nắm bắt một cách đơn giản và dễ nhất đối với cái kỹ thuật chăn nuôi con cày. Khi mà bà con đến trang trại để tham quan, tôi là người trực tiếp cũng như là những anh em kỹ thuật của trang trại sẽ hướng dẫn và đồng hành, bàn giao trực tiếp kỹ thuật cho bà con từ khâu là chăn nuôi con cày, chăm sóc con cày, kiểm soát con cày nó sinh sản, cho đến những cái khâu là triển khai làm chuồng trại như thế nào để nó đạt hiệu quả tốt nhất nhưng nó không gây cái lãng phí. Dạ. Đấy. Chú ơi, vậy thì bản thân chú thì lại là người tiên phong, là người đầu tiên để xuất khẩu cái con cày với mốc này sang thị trường nước ngoài. Nó mở ra một cái bước ngoặt rất là lớn trong cái ngành chăn nuôi phát triển cái dòng vật hoang dã. Thì không biết là chú có chia sẻ đôi chút cái kinh nghiệm của mình để cho bà con mình biết đến cái mô hình này. Về cái kinh nghiệm mà để chăn nuôi con cày nó đạt được cái hiệu quả tốt nhất hiện nay, thì thứ nhất là cái việc chọn con giống nó là quan trọng hàng đầu. Tất cả mọi con vật nuôi thì chúng ta đều phải quan tâm là chất lượng con giống nó phải là quan trọng nhất. Khi con giống mà nó đạt chất lượng tốt thì nó mới mang lại cái hiệu quả tốt nhất, cũng như là nó sinh sản được cái sản lượng lớn nhất. Đấy, đó là cái quan trọng hàng đầu. Sau cái chất lượng con giống mình nhập về rồi thì mới đến cái khâu là kỹ thuật mình chăn nuôi. Còn kỹ thuật mình có giỏi đến bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng cái con giống mình nhập về mà nó không phải là con giống chất lượng thì nó cũng không mang lại cái hiệu quả tốt nhất cho mình được. Chú Tan ơi, vậy thì như cháu thấy là như những cái mô hình chăn nuôi động vật thông thường, bản thân cháu đi làm chương trình thì cũng được ghé thăm rất là nhiều những trang trại, thì đầu tư ra một số tiền rất là lớn như thế để chăn nuôi những con vật nuôi thông thường, nhưng mà tính ra cái hiệu quả thì thật ra là nó không được đáng bao nhiêu. Vì là nếu như một con lợn mà nuôi thành công đi chăng nữa thì nó cũng chỉ được vài trăm nghìn trên một đầu con thôi, đúng không ạ? Vậy thì khi mà đầu tư vào chăn nuôi con cày với mốc này thì không biết là cái hiệu quả của nó có cái sự khác biệt nào so với lại những cái con vật nuôi thông thường như thế không chú? Như bản thân tôi là người chăn nuôi rất là lâu năm rồi, nhưng bây giờ mà chúng tôi bắt tay vào chăn nuôi thì cái việc đầu tiên là chúng tôi không hướng tới là con gì nó to để nó được nhiều. Dạ. Mà chúng tôi quan tâm đến là con gì nó có giá trị thì dạ, đấy mới là cái mà mang lại cái hiệu quả tốt nhất cho bà con, cũng như là mang lại cái kinh tế tốt nhất. Đối với cái dòng động vật hoang dã thì thường là cái con giống nó không to như con trâu, con bò hay con lợn, nhưng đổi ngược lại cái giá trị nó lại cực kỳ lớn, bởi vì nó là cái dòng đặc sản. Chính vì là con cày mặc dù là trọng lượng nó nhỏ hơn con lợn rất là nhiều, nhưng nó lại là một con có giá trị cực kỳ lớn, nó mới mang lại cái hiệu quả kinh tế lớn. Đấy. Khi mà mình so sánh cái việc là mình đầu tư một trang trại lợn hoặc một trang trại gà mà đối với một trang trại cày thì nó khác xa rất nhiều. Bởi vì con lợn, thứ nhất là cái tính rủi ro của nó tương đối là cao. Cao thứ nhất là về cái dịch bệnh, cao thứ hai đó là về cái thị trường. Đấy là hai cái rủi ro rất cao. Nhưng đối với con cày thì hai cái rủi ro của con lợn thì nó đã chính là cái ưu điểm của con cày. Tại sao chúng tôi chăn nuôi phát triển từ khi chúng tôi là hai bàn tay trắng, cũng như là chưa có một cái gì trong tay, chăn nuôi ở một cái góc chuồng lợn rất là nhỏ. Nhưng sau bao nhiêu năm, gần 20 năm, hiện nay chúng tôi đã xây dựng được những trang trại rất là lớn và đã chia sẻ cho bà con, được rất là nhiều người chăn nuôi cũng thành công, bởi vì cái giá trị con cày nó khác xa rất nhiều so với con lợn, và những cái ưu điểm của nó cũng lớn hơn con lợn rất là nhiều. Và như hiện tại thì cháu đi làm chương trình thì cháu được biết là cái giá trị của con cày với mốc ngoài thị trường hiện nay thì nó rơi vào khoảng hơn 2 triệu một kg, đúng không ạ? Vậy thì nếu mà nói về cái giá trị của nó cao như thế thì không biết là cái hiệu quả của nó thực tế, thì như bản thân chú thì đã chăn nuôi rất là nhiều năm nay rồi và chú cũng đã liên kết hỗ trợ giúp đỡ rất là nhiều bà con rồi, thì chắc chắn là chú sẽ có được những cái số liệu cụ thể để cho bà con mình tham khảo, đúng không ạ? Cái số liệu cụ thể đó chính là cái lợi nhuận kinh tế. Như hiện nay ấy, là chúng tôi vẫn đang hạch toán của trang trại, cũng như là hạch toán của những bà con chăn nuôi cái số lượng nó nhỏ hơn. Thì trung bình một con cày mình nuôi sinh sản một năm, trừ hết các chi phí đi thì bà con vẫn đạt được khoảng 35 đến 37 triệu trên một năm, đấy là tối thiểu. Còn có những bà con chăn nuôi nó đạt được cao hơn như thế rất là nhiều. Bởi vì là như con cày thì thường là khi mình làm giống mình phải đưa ra cái tiêu chuẩn. Con cày nào mà một năm nó đẻ được hai lứa, cũng như là một lứa nó phải đạt được ba con, thì con cày đấy ít nhất nó vẫn đạt hiệu quả khoảng 35-37 triệu lợi nhuận sau khi đã trừ chi phí. Còn khi nó đẻ khoảng 4-5 con một lứa thì đương nhiên cái lợi nhuận nó sẽ cao hơn rất là nhiều.
Chú ơi, vậy thì là nếu mà so sánh ra thì những cái con vật nuôi thông thường bà con mình cứ thấy nó quen thuộc, cứ nghĩ là an toàn nhưng thực ra nó lại không an toàn. Còn như con cày váy mốc mà trang trại chú đang phát triển thì bà con mình nghe thấy tên nó thì thấy nó rất là xa lạ, nhưng mà chính cái con vật nuôi này thì cái hiệu quả nó mang lại lại là rất là cao, đúng không ạ? Vậy thì không biết là với cái quy trình mà mình chăn nuôi để mình xuất khẩu được thì đối với con cày váy mốc này thì chăn nuôi nó có yêu cầu gì nghiêm ngặt hay là có khó khăn gì không chú? Đối với tất cả các bà con đang chăn nuôi cùng trang trại và cũng như là bản thân tại trang trại hiện nay là chăn nuôi đang hướng tới cái thị trường là thị trường xuất khẩu, thì thứ nhất là về cái nguyên tắc và cái kỹ thuật là đều phải làm theo của trang trại hết. Thứ nhất là về con giống thì hiện nay không phải con cày nào cũng xuất khẩu được, và nó là về cái giống cày mà đủ cái tiêu chuẩn của bên đơn vị nhập khẩu, người ta sang người ta kiểm định, người ta đánh giá về cái chất lượng con cày. Hiện nay là chúng tôi đang đầu tư vào cái loại cày đó. Cái thứ hai nữa là về cái chế độ thức ăn thì hiện nay ấy, là tất cả các nước khi người ta nhập khẩu thì thường là nếu nuôi bằng cám công nghiệp thì người ta không kiểm soát được cái cám của mình nó có đạt tiêu chuẩn hay không. Khi cám không đạt tiêu chuẩn nó dẫn đến chất lượng con cày nó sẽ bị kém theo, cho nên là người ta sẽ không can thiệp vào cái việc đó được. Chính vì vậy là tất cả là vẫn phải dựa trên một cái nền tảng là động vật hoang dã, và nó là dòng đặc sản, là mình phải làm theo đúng cái bản năng động vật hoang dã để giữ được cái chất lượng thịt nó như những cái con ở ngoài tự nhiên, và chăn nuôi toàn bằng những cái thức ăn dân dã, ví dụ như các loại hoa quả hoặc là mình nấu cháo. Đấy là những cái nguồn thức ăn để mang lại cái chất lượng thịt nó thơm ngon nhất thì mình xuất khẩu nó mới đảm bảo. Đã. Như cháu thấy thì những cái trang trại lớn trên cả nước mà có thể lớn như trang trại chú Phan thì chúng ta là đếm trên đầu ngón tay, cái số lượng nó rất là ít. Vậy thì mà theo thống kê hiện nay thì cái sản lượng cày váy mốc mà cung cấp ra thị trường Việt Nam thì nó chỉ chiếm đâu đấy là 30-40% thôi, nó vẫn chưa đáp ứng đủ cái nhu cầu thị trường trong nước. Mà trong năm 2026 là còn có hơn một năm nữa là mình đã tiến hành xuất khẩu rồi, thì không biết là chú có xác định là mình sẽ song hành giữa hai thị trường không, hay là mình sẽ nhắm thẳng vào mục tiêu từ sang cái thị trường xuất khẩu, ưu tiên sang cái thị trường xuất khẩu trước ạ? Như hiện tại bây giờ là chúng tôi vẫn đang ưu tiên ở cái thị trường Việt Nam, bởi vì thị trường Việt Nam có những cái đối tác người ta cũng rất là lớn mạnh và người ta cũng đã làm cùng với trang trại rất là uy tín nhiều năm nay. Và cho đến năm 2026 thì chúng tôi chuyển sang hướng xuất khẩu, thì chúng tôi bắt đầu mới hướng tới và định hướng đến cái thị trường xuất khẩu nhiều hơn. Bởi vì là cái thị trường xuất khẩu thì nó an toàn hơn thị trường Việt Nam mình rất là nhiều. Cái thứ hai là cái giá của nó tốt hơn thị trường Việt Nam mình rất là nhiều. Đây chính là những cái điểm để mình cần quan tâm và được ưu tiên hơn ở thị trường Việt Nam về sau này. Dạ, vì là bản thân chúng ta thì gần như là mới tại thị trường Việt Nam mình thì mới có mình chúng ta là người tiên phong xuất khẩu, đúng không ạ? Thì nếu mà mình có một cái thị trường rất là rộng lớn rồi thì sẽ tạo được nhiều cơ hội cho những cái trang trại nhỏ lẻ hơn tại Việt Nam mình để mình thực hiện cái kế hoạch là phát triển thị trường trong nước, đúng không chú? Đúng rồi. Chú Toan ơi, gần như là hiện tại thì mình còn 40% nữa là mình về đích, đúng không ạ? Mình đang trong giai đoạn gọi là cấp tốc để về đích rồi, thì không biết là chú có cái kế hoạch gì trong hơn một năm tới này để khi mà mình chính thức bước vào cái giai đoạn là mình xuất khẩu thịt cày váy mốc ra nước ngoài, không ạ? Còn một cái thời gian là hơn một năm nữa chúng tôi bắt đầu xuất khẩu. Cái sản lượng hiện nay là nó vẫn chưa đáp ứng đủ và chúng tôi vẫn phải dựa vào bà con chăn nuôi, nó là cái nguồn lực chính bây giờ. Bởi vì bản thân trang trại thì không thể nào mà chăn nuôi một tuần có thể là đủ một container thịt tròn được. Một container chúng tôi đang ước tính là từ 18-20 tấn. Chính vì vậy là phải dựa vào bà con. Như hiện nay là chúng tôi đang muốn mở rộng cái thị trường chăn nuôi, và hiện tại là chúng tôi đang muốn tìm những cái đối tác có đủ cái năng lực để chúng tôi liên kết hợp tác, để chúng tôi đầu tư cho bà con, cho những cái đối tác đó chăn nuôi, để nay mai chúng tôi sẽ có cái sản phẩm chúng tôi bao tiêu thu mua ngược lại để cấp ra thị trường xuất khẩu. Dạ, chú ơi, vậy những đối tác là những người mà đáp ứng đủ cái năng lực, vậy thì những cái tiêu chí mà chú đề ra là đủ năng lực về tài chính hay là đủ năng lực về cái sự đam mê, sự nhiệt huyết hay là về cái kỹ thuật chăn nuôi ạ? Cái năng lực ở đây ấy, cái mà khó nhất đó chính là tôi tìm được những người là phải có đủ cái niềm tin. Dạ. Cũng như là phải có cái uy tín. Đó là cái quan trọng hàng đầu để chúng tôi đầu tư. Cái thứ hai là về cái năng lực, là ví dụ như là có sẵn những cái trang trại trước đây đã từng chăn nuôi con lợn hay chăn nuôi con gà có từ 500-700 m², 1-2000 m² để chúng tôi đầu tư, để sau này có cái sản lượng đầu ra chúng tôi đã thu mua bao tiêu ngược lại để chúng tôi xuất ra thị trường xuất khẩu.
Và bên cạnh đó là những cái đối tác cũng phải có những cái phần trăm nhất định để hỗ trợ đồng hành cùng với cái tài sản khi chúng tôi đầu tư để cùng liên kết. Thì làm như vậy thì là hai bên đều có trách nhiệm với nhau. Bởi vì cái sở nợ chúng tôi đầu tư và xây dựng bây giờ nó rất là lớn. Cái tài sản con cày nó rất lớn, không như con nợ có thể là 1-2 triệu. Con cày hiện nay chúng tôi đầu tư nó lên tới mấy chục triệu một cặp. Đấy, và cái sở nợ nó lớn, cho nên là chúng tôi cần cái sự ở đây này. Quan trọng hàng đầu là cái uy tín, cái trách nhiệm của đối tác. Cái thứ hai là những đối tác nào mà đã có sẵn những cái điều kiện như chuồng trại, đấy là một cái lợi thế. Vì khi đầu tư như vậy là mình giảm được rất nhiều cái chi phí đầu tư chuồng trại khi đã có những cái chuồng trại để mình tận dụng. Cái thứ ba đó là đối tác cũng phải có những cái vốn, phải có cái phần trăm nhất định để kết hợp cùng với cái kế hoạch chúng tôi đầu tư. Đúng như chúng ta chia sẻ thì thật ra là cái giá trị của con cày với mốc này nó rất là cao, nó không phải 1-2 triệu như là con lợn hay con gà, đúng không ạ? Thì như trong ngành chăn nuôi thì chúng biết là có những bà con có nhiều vốn thì người ta sẵn sàng bỏ đến cái số vốn rất là nhiều để người ta đầu tư vào chăn nuôi vài ba tỷ, đúng không ạ? Nhưng mà cũng có những bà con chỉ có số vốn rất là ít thôi, vài chục triệu hoặc là đến 100-200 triệu thôi, thì cũng muốn bắt tay vào chăn nuôi cày này, muốn liên kết với chú, thì không biết là có cái cơ hội nào cho bà con mình không chú? Nếu như bà con mà có cái số vốn nó ít, cái năng lực của bà con nó thấp, thì bà con chỉ phát triển được cái số lượng nó nhỏ hơn, thì chúng tôi sẽ có những cái chính sách là hỗ trợ theo những cái phần trăm của bà con có. Ví dụ bà con có mua được 5 cặp, 3 cặp hay 10 cặp, chúng tôi sẽ hỗ trợ cho bà con với cái số lượng nó tương ứng như vậy. Thì khi mà chúng tôi lại hỗ trợ thêm cái số lượng con giống tương đương với số lượng con giống của bà con chăn nuôi, thì sau này bà con chăn nuôi có cái sản phẩm đầu ra thì chúng tôi mới thu hồi về. Và thu hồi là thu hồi bằng con thương phẩm, chứ không phải là thu hồi bằng là một năm bà con phải trả cho tôi bao nhiêu tiền và tính lãi. Chúng tôi không tính lãi ở đây, mà thu bằng con thương phẩm. Bởi vì con thương phẩm chúng tôi thu mua ngược lại, cấp trên thị trường là chúng tôi có lãi rồi. Và khi chúng tôi hỗ trợ như vậy, đây là tạo thêm cái điều kiện để cho bà con chăn nuôi có được hiệu quả tốt hơn. Dạ, có nghĩa là mình sẽ thu hồi dần chứ không phải là thu hồi trong vòng một lần, đúng không ạ? Đúng rồi, bởi vì là thường là chúng tôi thu hồi mỗi một lần bao tiêu hàng thương phẩm, chúng tôi sẽ thu hồi về khoảng 20% của cái giá trị chúng tôi hỗ trợ. Dạ. Một con cày về mốc mà cháu thấy là cái hiệu quả của nó đã vài chục triệu đồng một con khi mà mình trừ hết chi phí rồi, đúng chú? Thì gần như là ví dụ bà con mua 3 cặp, 5 cặp mà mình được hỗ trợ khoảng 3 cặp, 5 cặp nữa cùng một công mình chăn nuôi chăm sóc thì cái hiệu quả kinh tế của mình nó cũng đã cao hơn rất là nhiều rồi, đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ, chúng ta ơi, thì thời hạn của chương trình có hạn hơn nên là cháu cũng thay mặt bà con và thay mặt chương trình rất là cảm ơn những chia sẻ của chú. Và để kết thúc chương trình thì không biết là chú có cái lời nhắn gì hay là muốn gửi gắm cái thông điệp gì cho bà con mình không ạ? Và hôm nay tôi cũng xin cảm ơn chương trình rất là nhiều và cũng xin chia sẻ thêm với bà con là hiện nay thì chúng tôi cũng đã xây dựng những cái dự án để xuất khẩu và cái sản lượng nó cũng rất là lớn và rất mong muốn là được liên kết đồng hành cùng với bà con để sau này chúng tôi sẽ là người cung cấp hỗ trợ giống để bà con chăn nuôi. Và sản lượng đầu ra của bà con sau này chính là những cái sản lượng này chúng tôi thu mua bao tiêu về để chúng tôi xuất khẩu. Và bà con nếu muốn liên kết và chăn nuôi phát triển cùng trang trại thì tôi xin mời bà con là đến trực tiếp trang trại với tôi để tôi sẽ hướng dẫn chia sẻ và đồng hành với bà con. Cảm ơn quý bà con và các bạn đã đồng hành cùng kênh trong chương trình hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý bà con trong những chương trình tiếp theo trên kênh Làm Giàu Cùng Chuyên Gia.